Kính chào quý phụ huynh cùng toàn thể các em học sinh. Các em học sinh lớp 3 thân mến, cô xin giới thiệu, cô tên là Phạm Thị Hải Lý, giáo viên trường tiểu học Lê Văn Thọ. Hôm nay, cô rất vui được đồng hành cùng với các em trong tiết tập đọc môn tiếng Việt lớp 3 tuần 4. Các em đã sẵn sàng bước vào tiết học chưa nào? Bây giờ, các em hãy lắng nghe một bài hát nhé. Hình cho đêm trời nhẹ, bà kể chuyện cho nghe, bao câu chuyện cổ tích. Và chuyện ngày xưa, ông trời châu ăn quà, kẹo và nhiều bánh ngon. Ông bà hiền lắm nhé, như ông vội bà tên. Ông bà thương yêu cháu nhất nhà. Ông bà chẳng đánh và cũng không la mắng. Ông bà thương yêu cháu nhất nhà. Ông bà của cháu là người cháu yêu nhất. Bài hát nói lên tình cảm giữa ông bà và các cháu có phải không nào? Các em hãy quan sát bức tranh trên màn hình. Cô đố các em, nội dung bức tranh này vẽ gì nào? À, nội dung bức tranh này vẽ một cụ già bế một cháu bé trên tay, cho cháu gõ thử vào chiếc trống trường. Và đây chính là tình cảm của người ông đối với người cháu đấy các em ạ. Các em ạ, để hiểu rõ được tình cảm sâu nặng giữa ông và cháu, hôm nay cô trò chúng ta cùng tìm hiểu qua bài tập đọc Ông Ngoại của tác giả Nguyễn Việt Bắc. Các em cùng chú ý lên màn hình. Cô giới thiệu với các em, đây là nội dung bài tập đọc Ông Ngoại. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 34. Nếu như em nào chưa có sách giáo khoa thì các em có thể nhìn lên màn hình để đọc bài nhé. Để đọc tốt bài tập đọc này, cô mời các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu toàn bài nhé. Ông ngoại, thành phố sắp vào thu, những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ cho luồng khí mát dịu buổi sáng. Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố. Năm nay, tôi sẽ đi học. Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút, hướng dẫn tôi cách bọc vở, dán nhãn, pha mực và dạy tôi những chữ cái đầu tiên. Một sáng, ông bảo, ông cháu mình đến xem trường thế nào? Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo tôi tới trường. Trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè, ông dẫn tôi lang thang khắp các căn lớp trống. Ông còn nhấc bổng tôi trên tay, cho gõ thử vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Tiếng trống buổi sáng trong trẻo ấy là tiếng trống trường đầu tiên âm vang mãi trong đời đi học của tôi sau này. Trước ngưỡng cửa của trường tiểu học, tôi đã may mắn có ông ngoại, thầy giáo đầu tiên của tôi, theo Nguyễn Việt Bắc. Bài tập đọc này nói lên tình cảm giữa ông và cháu, nên các em cần đọc với giọng nhẹ nhàng, tình cảm. Các em hãy quan sát bài tập đọc trên màn hình. Và các em thử đoán xem là bài tập đọc này được chia thành mấy đoạn. Chúng mình cùng tìm hiểu nhé. À, bài tập đọc này được chia thành 4 đoạn đấy các em ạ. Đoạn 1. Từ thành phố đến những ngọn cây hè phố. Đoạn 2. Từ năm nay đến xem trường thế nào. Đoạn 3. Ông chậm rãi tiếp đến chỗ của tôi sau này. Đoạn 4 chính là phần còn lại. Các em hãy lấy bút chì và đánh dấu đoạn vào trong sách giáo khoa của mình nhé. Để đọc đúng, đọc hay bài tập đọc này, bây giờ cô hướng dẫn các em luyện đọc. Trong bài tập đọc này có một số từ khó mà các em cần đọc đúng và phát âm chính xác. Đó là các từ sau. Lặng lẽ, các em chú ý đọc đúng thanh ngữ. Các em cùng lắng nghe cô đọc nhé. Lặng lẽ.
Từ thứ hai đó là từ loang lổ. Trong tiếng loang thì các em phát âm đúng, vần oang. Loang lổ. Tiếp theo đó là từ nhấc bổng. Trong tiếng nhấc các em chú ý đọc đúng, chính xác. Vần ấp, ớ cờ ấp. Nhấc bổng. Còn từ trong trẻo, các em phát âm đúng âm chờ. Trong trẻo. Cuối cùng là từ ngưỡng cửa. Trong tiếng ngưỡng, các em chú ý nguyên âm đôi ư ơ. Và khi đọc thì các em phân biệt chính xác giữa thanh hỏi và thanh ngã. Ngưỡng cửa. Cô sẽ đọc lại chính xác cho các em cùng nghe nhé. Lặng lẽ, loang lổ, nhấc bổng, trong trẻo, ngưỡng cửa. Các em ạ, à, trong đoạn văn số 1 có câu văn dài mà các em cần phải đọc ngắt nghỉ hơi cho đúng đấy. Đó là câu văn sau. Những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ cho luồng khí mát dịu buổi sáng. Các em hãy lắng nghe xem cô đọc ngắt nghỉ hơi những chỗ nào nhé. Những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ cho luồng khí mát dịu buổi sáng. Trong câu văn này thì các em chú ý đọc ngắt hơi sau chữ hè vì đây là cụm từ đã rõ nghĩa. Và các em đọc nghỉ hơi lâu hơn một chút ở sau dấu chấm cuối câu nhé. Các em ạ, à, trong bài còn có từ mới mà các em cần phải hiểu nghĩa. Đó là từ loang lổ. Các em hãy quan sát trên màn hình. Cô giới thiệu với các em, đây là cái trống trường. Và cái trống này đã được sử dụng rất lâu rồi. Cho nên nhìn vào mặt trống thì các em thấy có chỗ có màu trắng, chỗ lại màu đen, chỗ thì có màu vàng, đang xen lẫn lộn với nhau. Đó người ta gọi là loang lổ. Vậy các em đã hiểu loang lổ có nghĩa là gì chưa? À, loang lổ có nghĩa là có nhiều mảng màu đang xen lộn xộn. Các em ạ, à, vừa rồi cô trò chúng ta đã luyện đọc từ khó và tìm hiểu được nghĩa của từ mới ở trong bài rồi, có phải không nào? Không những thế mà các em cần phải tìm hiểu rõ xem là nội dung chính của bài này nói lên điều gì. Bây giờ, cô cùng các em tìm hiểu nội dung bài tập đọc này qua 4 câu hỏi sau nhé. Câu 1. Thành phố sắp vào thu có gì đẹp? Câu 2. Ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị đi học như thế nào? Câu 3. Tìm một hình ảnh đẹp mà em thích trong đoạn ông dẫn cháu đến thăm trường. Câu 4. Vì sao bạn nhỏ gọi ông ngoại là người thầy đầu tiên? Để trả lời cho câu hỏi số 1. Thành phố sắp vào thu có gì đẹp? Các em hãy đọc thầm cho cô đoạn số 1. Vậy, thành phố sắp vào thu có gì đẹp? Cô mời các em hãy quan sát bức tranh trên màn hình. Các em thấy được, đây chính là cảnh mùa thu. Bầu trời thì trong xanh này. Rồi không khí thì mát mẻ. Vậy, cô có gợi ý sau? Thành phố sắp vào thu, không khí mát dịu, trời cao và trong xanh. Vậy, các em có đồng ý với gợi ý trên của cô không nào? Các em thân mến, như vậy, ở đoạn 1 nói lên cảnh thành phố sắp vào thu rất đẹp. Bầu trời trong xanh, không khí mát mẻ, có phải không nào? Để bước sang câu hỏi số 2. Cô mời các em cùng đọc thầm đoạn 2 và trả lời câu hỏi. Nội dung câu hỏi số 2 như sau. Ông ngoại giúp bạn nhỏ chuẩn bị đi học như thế nào? Các em cùng suy nghĩ và trả lời nhé. Các em đã có câu trả lời chưa nào? Còn đáp án của cô sẽ là ông ngoại dẫn bạn nhỏ đi mua vở, chọn bút, hướng dẫn cách bọc vở,
dán nhãn, pha mực và dạy cho bạn nhỏ những chữ cái đầu tiên. Các em có đồng ý với đáp án của cô không nào? Còn đây chính là hình ảnh cho chúng ta thấy ông dẫn cháu đi mua sách vở, đồ dùng học tập để chuẩn bị bước vào năm học mới đấy các em ạ. Qua phần tìm hiểu câu hỏi 2, cho chúng ta thấy tình cảm của ông rất quan tâm, yêu thương cháu. Vậy để tìm hiểu tiếp câu hỏi số 3. Tìm một hình ảnh đẹp mà em thích trong đoạn ông dẫn cháu đến thăm trường. Các em hãy đọc thầm đoạn 3 và trả lời cho cô câu hỏi số 3 nhé. Các em đã có câu trả lời chưa nào? À, cô có một số gợi ý sau. Hình ảnh 1. Ông chậm rãi nhấn từng nhịp chân trên chiếc xe đạp cũ, đèo bạn nhỏ tới trường. Hình ảnh thứ 2. Ông dẫn bạn nhỏ lang thang khắp các căn lớp trống trong cái vắng lặng của ngôi trường cuối hè. Hình ảnh thứ 3 đó là ông còn nhấc bổng cháu trên tay, cho gõ từ vào mặt da loang lổ của chiếc trống trường. Vậy, các em có đồng ý với lời gợi ý của cô không nào? Thế bây giờ, các em hãy lấy bút chì, thước kẻ, gạch chân dưới một hình ảnh mà các em thích nhé. Các em đã thực hiện xong chưa? Tiếp theo là câu hỏi số 4. Nội dung câu hỏi số 4 như sau. Vì sao bạn nhỏ gọi ông ngoại là người thầy đầu tiên? Các em hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi của mình nhé. Các em đã tìm ra câu trả lời chưa? À, câu trả lời của cô như sau. Ông ngoại được bạn nhỏ gọi là người thầy đầu tiên vì ông dạy bạn những chữ cái đầu tiên. Ông là người đầu tiên dẫn bạn đến trường học. Ông nhấc bổng bạn trên tay, cho gõ thử vào chiếc trống trường, nghe tiếng trống trường đầu tiên. Vậy, các em có đồng ý với câu trả lời của cô không nào? Cô khen những em có câu trả lời giống cô nhé. Các em ạ, tiếng trống trường đầu tiên mà các em được nghe thấy, nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nó đánh dấu những chặng đường đầu tiên mà chúng ta bắt đầu bước chân vào tiểu học. Các em thân mến, tất cả những việc làm của ông đối với cháu đã thể hiện được ông là người vô cùng yêu thương bạn nhỏ. Và qua đó, khiến cho bạn nhỏ cảm thấy ông là người thầy giáo đầu tiên dạy cho mình những con chữ để mình tự tin bước đến trường. Vậy, các em thấy tình cảm của hai ông cháu trong bài văn này như thế nào? À, tình cảm của hai ông cháu rất sâu đậm. Cô chúc mừng các em. Các em trả lời rất chính xác. Câu trả lời của các em cũng là nội dung chính của bài tập đọc ngày hôm nay đấy. Vậy qua bài tập đọc ông ngoại, các em thấy nội dung chính của bài tập đọc nói lên điều gì? À, nội dung chính của bài tập đọc này ca ngợi tình cảm của hai ông cháu rất sâu đậm. Ông hết lòng yêu thương, chăm lo cho cháu. Cháu thì luôn biết ơn và yêu thương ông. Đó là nội dung chính của bài tập đọc ngày hôm nay. Bây giờ, các em hãy lấy bút và ghi lại nội dung chính của bài tập đọc này vào vở cho cô. Khi đọc bài tập đọc này, các em chú ý đọc ngắt nghỉ hơi cho đúng. Ngoài ra, các em còn đọc nhấn mạnh vào những từ gợi cảm. Các em hãy lắng nghe cô đọc lại một đoạn văn nhé. Thành phố sắp vào thu, những cơn gió nóng mùa hè đã nhường chỗ cho luồng khí mát dịu mỗi sáng. Trời xanh ngắt trên cao, xanh như dòng sông trong, trôi lặng lẽ giữa những ngọn cây hè phố. Các em đã nghe cô đọc đoạn văn rồi. Khi đọc,
thì các em lưu ý ta đọc ngắt hơi sau những chỗ có dấu phẩy và những cụm từ đã rõ nghĩa, và đọc nghỉ hơi lâu hơn với những chỗ có dấu chấm ở cuối câu các em nhé. Và các em còn chú ý đọc nhấn mạnh vào những từ gợi cảm mà cô đã tô màu đỏ nè. Các em có đồng ý với cô không nào? Và bây giờ các em hãy chú ý quan sát trên màn hình. Cô giới thiệu với các em đây là hình ảnh của ông. Ông đang bế cháu, đọc sách cho cháu nghe. Còn đây là hình ảnh ông ôm cháu vào lòng, an ủi cháu. Và đây, ông kể chuyện cho các cháu nghe. Còn lại đây là hình ảnh ông dẫn cháu đi chơi. Và cuối cùng là hình ảnh ông cõng cháu và nô đùa với cháu. Tất cả những hình ảnh này đều nói lên tình cảm giữa ông và cháu. Đây cũng chính là trong thực tế, ông bà của các em cũng đối xử với các em như vậy phải không nào? Chính vì vậy, các em luôn phải biết ơn, yêu thương ông bà và giúp đỡ ông bà những lúc khó khăn và khi ốm đau. Các em có đồng ý với cô không nào? Các em thân mến, và việc nhận ra tình cảm sâu đậm giữa ông và cháu cũng chính là bài giảng của cô đến đây là kết thúc. Ở nhà, các em luyện đọc tốt bài tập đọc và ghi nhớ nội dung chính của bài Ông Ngoại, sách giáo khoa trang 34. Chuẩn bị trước cho cô bài Người Lính Dũng Cảm, sách giáo khoa trang 38. Tiết học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô mong các em ở nhà thực hiện tốt 5K, ăn uống đầy đủ chất để tăng cường sức đề kháng phòng chống dịch bệnh COVID-19. Cô mong các em luôn mạnh khỏe, học giỏi. Cô xin chào các em. Hẹn gặp lại các em trong tiết học sau nhé.